Mình tên là Nguyễn Thị Mộng, mình năm nay 27 tuổi. Bé nhà mình là tên Nguyễn Đức Hoàng Nam, bé năm nay được 17 tháng. Đêm nào bé cũng mất ngủ, dậy từ 11 rưỡi, 1-2 giờ sáng. Bé thức giấc dậy rồi bé không ngủ nữa, bé chơi hoặc là bé khóc. Nói chung là liên tục trong nhiều tháng. Hơn nửa năm bé không lên một lần nào. Nói chung là mệt mỏi, có nghĩa là chỉ xuất tới 10 kg. Nên thậm chí là stress như vậy, nghĩa là không đi làm. Bệnh viện có kê thuốc bổ canxi, thuốc ăn ngon, thuốc ngủ ngon, mình dùng vẫn không có gì hết. Ba vẫn mất ngủ. Mình có hay thích mấy cái trang của bé và mẹ rồi đi coi các comment ấy, thì mấy mẹ nói là rất là tốt. Từ 3 đến 5 ngày là bé ngủ ngon rồi. Những cái kiểu ước gì mà 3 đến 5 ngày là hết cái kìa. Cái quyết định mua về uống được 5 ngày đến 1 tuần, thấy triệu chứng bắt đầu giảm dần. Cái lên mua hộp thứ hai, cái thấy bé cải thiện hoàn toàn. Cháu ngủ từ lúc 7 rưỡi tới 6 giờ sáng. 11 giờ dậy uống sữa, chỉ cần uống sữa xong vứt bình sữa là thằng ngủ rồi. Bé tăng 1 cân, có nghĩa là gần 10 tháng trời là mới tăng cân. Nói chung là ai cũng mừng, cả nhà đều mừng. Tại vì bé ăn được, ngủ được là bé cảm thấy bé rất là khỏe. Từ đó là bé ăn ngon, ngủ ngon là bé tăng ký. Bé tăng ký thấy rõ rệt luôn. Bé ngủ đủ giấc ấy, là sáng dậy là bé tự dậy luôn. Có nghĩa là bé ngồi dậy, bé tươi tỉnh, bé đòi tụt xuống đi chơi. Thứ nhất là thấy nguồn gốc xuất xứ là từ tự nhiên. Với lại là thuốc nhập khẩu thì mình cũng thấy là cũng yên tâm hơn. Sản phẩm mình là dùng tới trẻ sơ sinh được. Nên là nếu như mà mẹ nào mà mất ngủ thì nói chung là cứ mạnh dạn dùng. Như mình là dùng hơi trễ. Nếu như mà tìm sản phẩm tốt hơn thì bé đã cải thiện về giấc ngủ của bé và cân nặng rồi.